Đây là Chris Phan. Đây là Bắp Ngô Kiến Huy. Đây là Hiếu Thứ Hai. Và đây là Trường Giang. Yeah, anh em không nhầm đâu. Hiếu Style đi đá giải với những thành viên của 2 ngày 1 đêm. Một trận bán kết, một trận chung kết. Liệu có giành được chiếc vô địch? Cùng xem hết đi rồi sẽ biết nhé. Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh YouTube của Thi Tài Soccer. Hôm nay, mình và anh em đội nghệ sĩ All Star Sài Gòn FC sẽ tham gia giải đấu tứ hùng của đất Việt VC tổ chức. Xơi, mặc dù giải đấu khai mạc lúc 16 giờ, nhưng đội mình đã di chuyển đến sân từ lúc 15 giờ trưa, mặc áo khoác, ba lô, đồng phục đầy đủ như các đội bóng chuyên nghiệp hay làm luôn. Chưa biết đá đấm ra sao, cứ phải đẹp cái đã. Cởi cái áo khoác ra thôi, nóng quá trời quá đất. Logo mới của All Star nha. Hai ngôi sao, hai lần vô địch rồi. Giờ ta cố gắng lấy thêm một ngôi sao nữa. Để chuẩn bị cho giải đấu này, All Star Sài Gòn FC đã tập luyện cùng với nhau gần 2 tháng trời tại sân D7 Sport Park với các thành viên đa số là anh em nghệ sĩ hoặc đang làm nghệ thuật. Lát nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em biết các thành viên nha. Giờ thì làm kiểu ảnh cái đã. Sài Gòn máy này 39-40 độ C, ra đứng có xíu mà mồ hôi ướt hết áo luôn. Ủa, đâu cái cúp này con lai nào là nhiệm vụ của ngày hôm nay. Thay trang phục thôi. Toàn đội trước giờ được tài trợ bởi thương hiệu Chugabola. Trang phục thi đấu là một set đồ đen từ trên xuống dưới. Mình mặc áo số 12 có tên Tyrisai. Vớ thì cũng được phát một đôi vớ dài. Mà vớ dài thì thủ tục đầu tiên của mình đó là cắt bỏ phần bao quanh bàn chân đi và chỉ sử dụng phần bó quyển phía trên thôi. Vì mình quen sử dụng cái đôi vớ mà mang hàng ngày rồi. Nhân tiện ai quan tâm cái vớ trắng như mình đang mang thì link cho phần mô tả nha. Đôi giày mình mang đá giải hôm nay, đôi giày mình review trong clip trước. Vapor 15 Pro TF được tặng bởi Thanh Hùng Futsal. Đôi này mình mang khá ổn nên bữa giờ dùng khá nhiều, đen thui thùi lùi luôn. Nhiệm vụ của mình trong đội All Star Sài Gòn FC hiện tại là đá, kim luôn huấn luyện viên cho các anh em. Nhưng mà trong giải này thì mình tập trung đá nhiều hơn, ở ngoài chỉ đạo thay người sẽ là anh Kiên làm. Thành viên của ban lãnh đạo gồm có đội trưởng Chris Phan, chủ tịch Ngô Kiến Huy, đội phó Bi Mắc và đội phó thứ hai Jin Tuấn Kiệt. 1, 2, 3, bây giờ thì khởi động thôi. À rồi, trong lúc khởi động thì giới thiệu anh em biết thành viên trong đội bóng có những ai luôn nha. Rapper Taplo, con trai anh Tuấn Bèo, Tú MC, Phú Nguyễn Rapper, Bắp Ngô Kiến Huy, Ly Lê, Johnny, B Max, Lý Hạo Mạnh Quỳnh, Vĩnh Lộc, Huỳnh Quý, Hữu Cường, Nhật Tiến, Roser Tài Phạm, Roser Vũ Ly Lăng, Chris Phan và khách mời Song Luân, Minh Nhật, thêm một khách mời nữa, Hiếu Thứ Hai, trời ơi giờ còn mang giày nữa. Xin Tuấn Kiệt, số 79, nhân viên phòng thu Đăng Lưu và số 22 trước mặt, khách mời anh Trường Giang. À quên, còn ca sĩ Hoàng Tôn, Hoàng Vĩ và thủ môn Di Vũ nữa, nãy đứng tuốt trên kia nên không có đập tay. Hơi da, khởi động cho đã vô, giờ đứng đây dự lễ khai mạc, nguội hết cả người luôn. Thôi không sao, lát làm lại. 1, 2, 3. 30 năm, có một đất Việt. Yeah. Trong lúc khai mạc giải, đứng đây cũng ngứa giò. Lại sợ nguội người nên làm vài đường ATV kép nè. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Trời ơi, được 12 cái. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến tới một trận cầu như là một cái đen mình tinh thần thể thao là chính. Và đặc biệt là mình sẽ duy trì một ngày thường niên nhiều hơn. Bởi vì hai năm rồi mới được giải đấu, tụi em bị cùng chân mạc hiếu dò hướng cẳng. Hy vọng là những gì các em trong ngôi sao cũng sẽ có nhiều đấu cùng năm. Ô là la, trọng tài đây rồi, anh Nam quản lý sân ra thổi giải này luôn. Trận đầu thì mình không biết là bên kia nó mạnh hay không thì mình vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất nha. Lúc nào mình vô đá 200% sức mạnh của mình nha, không vô cái tâm lý mình cứ liều xèo là có tỏi đáng chịu nha. Rồi 1, 2, 3 All Star đã hết mình nha. 1, 2, 3 All Star. Trời bên này đông quá vậy. Trời bắt tay nãy giờ chưa hết luôn á. Dài quá vậy. Bên kia đá rồi, bên chưa đá. Khán giả cũng đông á. Ok ok. Giải này không được đeo cái máy này lên nên có máy ngoài quay. Ok, trận bán kết được bắt đầu. Đối thủ áo xanh bên kia là một đất Việt FC. Đội hình xuất phát có thủ môn Di Vũ, mình và Đăng Lưu đá giữa, Bắp Johnny hai cánh và Chris Phan trên cùng. Pha chạm bóng đầu tiên của Tyrisai, dẫn bóng lên. Quan sát. Xong rồi chuyền quay về.
Trời đất ơi. Mình tiếp tục nhận bóng. Chuyền cho Johnny. Johnny chuyền lại cho mình. Mình tiếp tục chuyền cho Johnny. Johnny tiếp tục chuyền bóng lại cho mình. Chuyền qua chuyền lại vui ghê anh em ơi. Giờ thì đổi chuyền qua Đăng Lưu nè. Đăng Lưu quay lên. Không được. Rảnh quá không biết làm gì. Phát ra Bona một cái. Bắp Ngô Kiên Huy. Xuất xa. A băng tè le hụt me luôn. Thierry Sai. Phát ra Bona cái nữa. Ây da. Phạm lỗi rồi. Johnny chéo chế banh đó. Xong nằm một đống luôn. Đường chuyền dài của B-Max dành cho Đăng Lưu. Không qua được hậu vệ đội bạn. Đường chuyền một chạm của mình dành cho Chris Fang. Ây da, hết Johnny thì giờ tới Chris Fang nằm một đống. All-Star Sài Gòn được hưởng một pha đá phạt và đứng trước bóng là Chris Fang. Hàng rào có một người à, dứt được luôn em ơi. Cùng xem pha đá phạt này sẽ như thế nào đây. Chris Fang đã có bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu này. Cú sút rất mạnh, bóng chạm tay thủ môn rồi dội lên sàn ngang, lọt thẳng vào lưới. Lại mạnh cho bàn thắng này anh em ơi. Có nhận xét gì thì comment luôn nha. Thierry Sai tiếp tục là người chuyển khai bóng. Đăng Lưu. Thierry Sai thả cánh cho Johnny. Quả người hay. Chọt khe cho Chris Fang. Không vào. Hây da, đã chưa nóng máy nữa thì phải ra rồi. Tại đội đông quá. Mình và Chris Fang rời sân. Vào sân là Vĩnh Lộc và Hiếu thứ hai. Đăng Lưu chuyền về cho thủ môn Duy Vũ. Rất nguy hiểm, không vào. Xích tí thì bị gỡ hòa. Phạt góc cho cao thủ All Stars. Đánh đầu, không vào. Pha chạm bóng của B-Max. Người ném biên là Lý Hạo Minh Quỳnh. Vĩnh Lộc thả đáy cho Lý Hạo Minh Quỳnh. Dứt điểm một chạm trúng cột dọc. Trời ơi. Hoàng Vĩ. Vĩnh Lộc. Và bây giờ là Johnny. Rất thoáng nên thoải mái quan sát luôn. Lý Hạo Minh Quỳnh đang lao lên rất nhanh ở cột xa. Không có cú đánh đầu của cầu thủ số 15. Xin Tuấn Kiệt. Một pha tranh chấp rất máu lửa. Hay quá. Hoàng Vĩ dứt điểm. Dội lưng cầu thủ áo xanh văng ra ngoài. Ở kia, Quỳnh Lý đang ở tư thế thuận lợi. Trời ơi, không vào. Vẫn chưa có bàn thắng cho diễn viên với đôi giày màu xanh bích này. Hiếu thứ hai rời sân cho Lê Lê vào sân. Ây da, nãy giờ có tình huống nào của Hiếu thứ hai chưa ta? Thôi không sao, hiệp 2 vào lại ghi bàn nha em. Pha tranh chấp bóng tốt của Hữu Cường. Vũ Đi Lăng. Vĩnh Lộc rất chống chạy. Dứt điểm, không vào. Bóng đi hơi cao. Xin Tuấn Kiệt. Vũ Đi Lăng dẫn bóng lên rất chống chạy. Một cú chích mũi từ rất xa. Chưa đủ hiểm để có thể hạ gục thủ môn. Rất nhiều cơ hội trôi qua trước đôi chân của cao thủ All Star. Nhưng vẫn chưa có bàn thắng thứ hai. Lý Lê đã ngã. Vẫn chưa có tiếng còi của trọng tài. Trận đấu vẫn tiếp tục. Ok, số 10 lại bị đốn rồi. Như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho cao thủ All Star Sài Gòn FC. Ây da, tôi vẫn chưa biết là chuyện gì đã xảy ra với Lý Lê. Ai biết thì comment cái nha. Anh em thấy ở ngoài tôi đứng coi không? Ngửa chân gần chết. Và bây giờ là diễn viên Huỳnh Quý. Ok, lắc má ngoài hay. Trở về cho Minh Nhật. Xuất xa. Không vào. Yeah, kết thúc hiệp 1 với cách biệt 2 bàn. Ok, giờ thì biết đối thủ như thế nào rồi nha. Trận này nhẹ nhàng rồi, không phải lo. Hello anh em. Đây là một sự hỗn loạn giữa hiệp của trận đầu tiên của giải. Mọi người vô chụp hình đứng ngay trong sân luôn. Đó, anh em nhìn xung quanh. Mọi người cũng chụp hình với tôi rồi. Xong rồi qua chụp với người khác. Hỗn loạn quá anh em ơi. Rồi bắt đầu hiệp 2.
Second half, Chris Phan đá trên cùng, mình và Phú ở giữa, Vũ Đình Lăng và Minh Nhật ở hai cánh, Bi Mắt đá dưới cùng. Quan sát cái xong tách lên nè. Thì Restyle nhét bóng lên cho Chris Phan. Ây da, được trả về không ngay chân phải. Lệch qua hướng chân thuận xíu là dứt điểm một chạm luôn rồi. Ta-da, Minh Nhật lắc cái, đội bạn ngã gục luôn. Hay quá Bi Mắt ơi, chuyển biên quá chống chải. Vũ Đình Lăng quyết định qua người. Ây da, thấy thương cho cái ông Nguyễn quá. Giờ thì đội bạn không đứng một rào nữa mà đứng hẳn ba rào luôn. Không sao, đổi bài thôi. Thả trước mặt cho Bi Mắt. Dứt điểm hơi cao. Có vẻ như cầu thủ số 11 có một thoáng nhất mình trước đường truyền vừa rồi. Thì Chris Stein quan sát xung quanh và tung đường truyền dài cho Chris Phan. Úi chà, Chris té rồi nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Chris Phan racing. Cỡ này mà slide là lát đùi nha em ơi. Mình cũng cố gắng racing để ép đối phương đá bóng lên. Đội bạn đã bóng lỗi. Minh Nhật. Ok, đã thu hồi bóng thành công. Lại rời sân rồi. Lần này thì thay nguyên tổ, chưa kịp để lại dấu ấn gì luôn. Vào thay cho vị trí của mình đó là số 36 Vĩnh Lộc. Từng bóng qua đầu hay. Khứa Long kỹ thuật ngay vị trí của thủ môn. Tắp lô, nhét bóng lên cho Vĩnh Lộc. Ủa, đang chóng quay lên được em ơi. Thêm một pha chạm nữa của Tắp lô. Dứt điểm từ xa. Wow, cú đá quá xịn từ Vĩnh Lộc. 3-0 rồi anh em ơi. Tiếp tục triển khai bóng từ chân của Tắp lô. Và một chạm qua người hay của Rousseau Tài Phạm. Nhật Tiến đang rất chống chải ở hành lang cánh trái. Tình huống 4-2. Thả đấy cho Quỳnh Lý. Khứa Long như hiệp 1 đi em ơi. Khứa Long đi em ơi. Trời ơi, chích mũi ra ngoài rồi. Pha tranh chấp ở gần chấm phạt góc. Đồng quả không thấy gì hết. Nguy hiểm quá. Như vậy là đã bị gỡ một trái rồi. Ây da, cú đặt lòng một chạm rất nhanh của cầu thủ số 10. Duy Vũ không kịp phản xạ luôn. Thôi không sao, khoảng cách vẫn còn an toàn. Chris Phan đã trở lại sân. Và có vẻ như đây sẽ là cú dứt điểm từ chấm giao bóng. Goal! Chris Phan đã có bàn thắng thứ hai trong trận này. Cú đá từ giữa sân, bóng đi xoáy ngay vào góc. Thủ môn đứng nhìn luôn, giả màng. Anh em có nhận định gì thì comment cái nha. Và cắt bóng rất nhanh của Rousseau Tài Phạm. Trả về cho Chris Phan. Thêm một cú đá nữa. Hat-trick cho Chris Phan. Vừa trở lại sân thi đấu là làm liền hai nháy luôn. Quả nhanh quá nguy hiểm em ơi. Xin Tuấn Kiệt cầm bóng khéo léo, chuyền cho Chris Phan. Ô là là, skill gì đó Chris ơi. Bật tôi rất hay với Quỳnh Lý. Quả người hay. Dứt điểm. Không vào. Còn 5 phút nữa thì hết giờ. Thì Restyle đã trở lại sân. Nhìn là biết vô để kiếm highlight rồi nè. To quá. Né. À ha, tính kiếm 30k hả? Đâu có dễ. Pha cắt bóng tốt của Bắp Ngô Kiến Huy. Chạm bóng tinh tế. Chris Phan lại đối diện thủ môn. Dứt điểm vào. Bất cơ bàn thắng cho em tôi. Suốt thế này thì cháy lưới em ơi. MVP đây rồi. Ghi bàn xong, Chris Phan ra nghỉ ngơi và vào sân là Hiếu thứ hai. Thêm một pha phòng ngự rất máu lửa từ Jin Tuấn Kiệt. Thì Resign và Hiếu thứ hai rất tích cực racing liên tục luôn. Mà người ta ba người lận nên không biết cướp bóng bằng cách nào đây. Ây da, phạm lỗi rồi.
vô tình thôi, quay lại đỡ đội bạn lên nào. Phạt góc cho các cầu thủ Đức Việt. Và đó là một cú đá thẳng. Hiếu thứ hai đang di chuyển rất nhanh và mình tung đường chuyền dài đến tận chân luôn. Trời ơi, bóng trôi hết biên ngang rồi. Vẫn tiếp tục miệt mài pressing. Một chạm tốt từ Bắp Ngô Kiến Huy. Thì restyle. Bóng đã nằm gọn trong lưới. Trời đất ơi, chưa kịp ăn mừng nữa trọng tài thổi hết giờ luôn. Kệ đi, Neston ăn mừng cái nè. Sẵn anh em có nghĩ ra kiểu ăn mừng nào sang để chờ cho mình không? Chờ mình cho ý kiến với nha. All Star Sài Gòn FC giành chiến thắng 6-1 trước một Đức Việt và tiến thẳng vào chung kết. Thank you Bắp đã kiến tạo pha này cho mình quá hay nha. Đập tay một phát với MVP của trận đấu ngày hôm nay, Captain Chris Phan, số 7. Bên sân bên cạnh, bán kết 2, Vion FC cũng chiến thắng trước Rapid FC. Giờ thì cả đội sẽ ngồi xem trận tranh 3-4 rồi mới đến trận chung kết. Công nhận, sức ảnh hưởng của mấy anh em nghệ sĩ lớn thiệt. Đi đến đâu, fan dĩ theo đến đó. Ô la la, và đây là giveaway của VIP clip này. Anh em có nhận xét gì về 4 bàn thắng của Chris Phan trong trận thấu ngày hôm nay? Một chiếc áo của All Star Sài Gòn FC sẽ dành tặng cho anh em nào có comment hay nhất. Cùng xem lại 4 bàn thắng của Chris ngay sau đây nha. Và đừng quên like và đăng ký kênh của Theory Style. Mình là Phạm Trọng Thi. Xin chào và hẹn gặp lại ở trận chung kết.